Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với tôi Bình Tiến. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài SharePlay các sự ứng dụng dịch vụ Google trên con máy Oppo nội địa nhé. Ở đây con máy Oppo A7, mã nội địa của nó là PBF-T00. Rồi, để thực hiện cài SharePlay, đầu tiên ta vào cài đặt. Ta sẽ vào cài đặt bổ sung, vào thiết bị và quyền riêng tư. Ta sẽ bật cái nguồn không xác định, bật hết lên cái này nhé. Các bạn có cái nào bật hết lên nhé. Này, và xác minh từ cả hai cái này, các bạn có thể chọn lại. Ok, khuyến nghị ứng dụng bảo mật thì các bạn phải tắt. Rồi, đầu tiên tôi sẽ tải cái file này bên dưới, tôi để link bên dưới nhé. Các bạn tải, tôi chép máy tính chép vào. Nhưng mà chỉ còn đi tìm này. Tôi sẽ quay lại vào trong này. Rồi, tôi sẽ vào APK. Đây, tôi sẽ cài khuyến nghị ứng dụng an toàn. Tôi bỏ tích, luôn cho phép. Nó bắt đăng nhập cái này thì tôi sẽ quay lại. Vào đây. Ngoài cái này nhá, tôi chỉnh về đây. Tôi thử lại. Đấy, nó sẽ không bắt đăng nhập nữa. Ta ấn vào cài đặt. Rồi, ta ấn mở ứng dụng. Bây giờ các bạn sẽ kết nối mạng di động nhé. Ở đây tôi chưa kết nối wifi. Rồi, tôi sẽ kết nối wifi nhé. Rồi, ok, đã kết nối. Bây giờ tôi sẽ mở cái ứng dụng này, tôi sẽ vào lại. Đây, ứng dụng. Tôi ấn vào dòng chữ chung màu xanh. Nó sẽ bắt đầu tải về các dịch vụ Google. Tôi sẽ bỏ tích cái này, ấn luôn cho phép. Rồi, nó đăng nhập thì ta sẽ vào quay vào cái này. Xác minh, tay chọn trên. Vào lại nhé. Thì tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản Oppo ID nhé. Ok, tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản Oppo ID. Nếu bạn có tài khoản, bạn đăng nhập vào luôn nhé, để dễ thực hiện. Đấy, nó sẽ bắt xác minh như thế này. Chúng ta phải xác minh cái lúc mình đăng nhập, lúc mình xác minh nhiều lắm. Chúng mình cứ nhập mật khẩu 2-3 lần đi. 092345. Chọn dòng này nhé. Nó sẽ bắt đầu tải về, các bạn cứ đợi. Rồi, ta ấn OK. Cái này ta cứ đồng ý đi. OK. Ở đây thì nó cảnh báo cái tài khoản Google này, thì ta sẽ bấm bỏ qua rủi ro để tiếp tục cài đặt. Ấn cài đặt. Rồi xong. Vì cái này mình vừa nãy chọn cái tần suất xác minh của mình là 15 phút nên nó sẽ không hỏi xác minh nữa. Cao hơn đã được cài phải xóa phần này. Có nghĩa là trong máy mình đã có một cái ứng dụng của đây. Play đây, vừa nãy mình chạy rồi. Chạy cái bản install game nó về luôn. Đấy, bây giờ nó đã về đấy. Người ta có thể gỡ cái bản này đi. Ok nhá, bây giờ ta sẽ đăng nhập vào. Đăng nhập vào tài khoản nhá. Ở đây tôi sẽ tạo tài khoản cho bản thân tôi. Ví dụ TV. Tiếp theo. Nữ chẳng hạn.
999 chẳng hạn. Tiếp theo, ở đây thì tôi sẽ tạo một cái mail riêng nhé. Tạo một cái mail riêng. Ồ, bây giờ tôi sẽ nhập mật khẩu. Đây, bước này thì ta sẽ kéo xuống chọn tôi đồng ý. Đây, nó sẽ hiện tên tiếng Trung. Vuốt xuống tôi đồng ý. Bây giờ ta có thể là vào thoát cái tài khoản Oppo ID nhé. Vì khi ta quên mật khẩu rất khó khăn. Ở đây máy của khách thì tôi sẽ phải thoát đi. Khi cài xong thì tôi sẽ phải thoát đi nhé. Rồi, ok. Giao tiếp với máy chủ Google. Bước này ta khởi động lại cái là xong. Là có thể sử dụng Google Play như bình thường nhé. Ôi, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn cài cái dịch vụ Google Play của con máy Oppo nội địa Oppo A7. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.